Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn món bò khô. Cái món này nhà mình thường thường làm trong dịp Tết đó các bạn, còn ngày thường thỉnh thoảng mình mới làm. Thì cái món này để mà ngon á, thì mà thịt nó không nó dai nhưng mà không bị khô á các bạn. Mình ăn vô nó thấm gia vị thâu ở trong thớ nè. Thì mình có bí quyết nha. Rồi mình mời các bạn vô bếp chung với mình nha. Nguyên liệu để làm cái món bò khô này thì gồm có 3 kg bò khô nha các bạn, 3 kg thịt bò. Mình mua cái bò đùi á, mà lựa con bò nào mà bò không không phải bò tơ luôn nha các bạn, bò dừa, đừng có già quá lúc mình đập là nó bị thung lại. Giờ với lại khoảng 300 g sả băm, với mấy cây sả tươi nè các bạn, sả nguyên, một ít tỏi, một ít hành củ, với lại khoảng 7 trái ớt. Bạn nào mà không ăn cay thì mình không bỏ ớt nha các bạn. Thêm khoảng 50 g ớt bột này nè, ớt bột còn hạt này nè, 3 gói cà ri nha, 3 gói cà ri như vậy nè, với 1 gói ngũ vị hương, thêm 2 hũ cà ri nước nữa nha các bạn, 2 hũ cà ri nước nè, hay là dầu cà ri đó, một ít bột ngọt, khoảng 1 chai tương chi su nè, với 1 chai tam thái tử, và mình xài hết 2 chai này luôn nha các bạn. Khoảng 2 muỗng canh dầu hào nha, khoảng 500 g đường nha các bạn. Rồi giờ mình mời các bạn vô bếp chung với mình nha. Đầu tiên là mình cắt bò trước nha các bạn, mình cắt ra ra theo thớ dài dài vậy nè. Rồi mình cắt thành cái sớ này nha các bạn, mình cắt to to cho dễ đập nè. Mình cắt theo sớ này nha cho dễ đập nè. Cắt thành miếng này nha các bạn. Thịt bò sau khi mình cắt xong á thì giờ mình chuẩn bị bỏ vô nồi để luộc nha các bạn. Mình bỏ vô nồi mình luộc nè. Mình cho nước tương vô để luộc chung nha các bạn, chứ mình không luộc cái nước nha. Mình cho hết 2 chai nước tương vô nha các bạn. Bỏ luôn hết cái này luôn nha các bạn.
Rồi sau khi mình cho nước tương vô thì mình trộn đều nha các bạn, mình trộn đều cho nó thấm gia vị tí, mình bắt nó luộc luôn nha, luộc chung với xì dầu như vậy luôn nè. Mình luộc cho sôi khoảng 15 phút rồi mình vớt mình đập nha các bạn. Trong thời gian mà mình chờ cho thịt bò chín đó các bạn, mình cắt xả hành tỏi ra nha, băm hành tỏi ra nha. Mình cắt các lát mình bỏ xung vô với bò luôn nè. Rồi còn cái đầu, cái đuôi chuối này mình đập ra về nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình băm hành tỏi nha các bạn. Băm hành tỏi ớt nha. Sau khi mà luộc được khoảng 15 phút thì mình vớt ra nha các bạn, mình vớt cho nguội rồi mình mới đập nha. Sau khi thịt nguội thì mình đập ra như vậy nha các bạn. Cái này tùy các bạn nha, các bạn muốn xé ra sợi thì mình xé, còn các bạn muốn để nguyên miếng thì để nguyên miếng nha các bạn, để nguyên miếng gì nè, còn không thì mình xé sợi ra, tùy mình muốn làm kiểu gì thì mình làm kiểu đó. Mình đập cho nó tươi lên nha các bạn. Đập ra vậy nè, mình đập ra vậy nè. Mình đập ra cho nó cái miếng nó ra như vậy nha. Cái sợi ra như vậy nha. Như vậy nha các bạn. Đó cho nó cái sợi, lát nữa mình rim gia vị cho thấm nè. Vậy nè. Trong lúc mình đập đó các bạn, mà mình thấy mà có mỡ hay có gân thì mình bỏ ra nha, mình lấy dao mình cắt bớt ra đi, chứ mình không để gân chứ không có để cái mỡ đó lại, tại vì nó làm cho cái này mình không có để được lâu, nó dễ bị mất. Sau khi mình đập xong mà được thành phẩm như vậy nè các bạn, thì mình bắt đầu cho vô cái nước hồi nãy mình luộc á, mình cho vô cái nước hồi nãy mình luộc để mình ướp nha, mình ngâm nha. Mình ngâm khoảng được 3 đến 4 tiếng á. Khoảng từ 3 đến 4 tiếng thì mình đem đi rim bếp á. Cái này vô nè. Mình bỏ xả băm nha các bạn. Mình bỏ sợi xả cây nè, rồi cả mình sắt nhuyễn nè, với lại tỏi ớt mình băm đó, tỏi vô đây. Mình bỏ đường nha các bạn. Tiếp theo mình cho bột cà ri nha các bạn. Mình cho hết 3 gói bột cà ri luôn. Ừ.
Rồi, cho ngủ vị hương nha các bạn. Tiếp theo là cho ớt đây nè các bạn. Hai muỗng canh dầu hào. Hai muỗng canh dầu hào nha các bạn. Một muỗng. Hai muỗng. Khoảng 3 muỗng nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình cho sa tế vô nha. Tại hồi nãy mình quên giới thiệu sa tế, nhưng mà thực ra cách sa tế nữa. Mình cho hết hũ sa tế này vô luôn nha các bạn. Tiếp theo là mình cho cái cà ri nước vô nha các bạn. Cà ri dầu nè. Nè mình đổ cái này vô nha các bạn. Rồi giờ bắt đầu mình trộn lên nha các bạn. Mình trộn đều lên nha. Để xuống này nè cho nó thấm gia vị nha các bạn. Rồi mình cho nghỉ khoảng chừng 3 đến 4 tiếng, rồi sau đó mình bắt lên bếp rim cho nó khô lại nha. Mình cho vậy nè. Rồi sau khi mà mình ngâm được 4 tiếng rồi các bạn, giờ mình bắt lên bếp mình rim nha. Mình cho nhỏ lửa là mình rim lại cho khô lại nha các bạn. Rồi mình đem đi phơi hoặc đem đi sấy nha. Trong quá trình mình rim á các bạn, thì các bạn nhớ là mình đảo lên nha. Mình đảo cái ở dưới cái đít nồi nè, sợ nó có đường á, mình sợ nó bị cháy á. Nhìn cái nơi cái nước bò của mình nhìn hấp dẫn, nhìn ngon không, thơm lắm nha các bạn. Khi nào mà bò mình nó khô hết nước chứ nó chuyển thành màu nâu cánh giá nè các bạn, thì mình tắt bếp nha. Mình cho ra khay rồi đem đi phơi nha các bạn. Các bạn nhìn miếng bò nè, thấm đều gia vị ngon chưa nè. Rồi giờ mình đổ ra khay để phơi nha. Bắt ra phơi nha các bạn. Mình cắt mình trải trải cái miếng nó ra nha các bạn, cho nó khô á.
mình phơi lên lâu một tí, phải kỹ tí thì để được lâu hơn. Mẹ. Mình trải đều ra rồi mình mới phơi nha các bạn. Cái này phơi chừng một nắng là được nha các bạn. Từ mình phơi khoảng chừng 10 tiếng là được. Rồi sau khi mà mình phơi được 2 nắng rồi các bạn, thì bào khô của mình khô rồi nha. Giờ mình chuẩn bị bỏ vô lò để cất nha, để dành ăn Tết đó. Các bạn nhìn nè, bò của mình lên có màu vàng đẹp lắm nha. Bò nó thấm gia vị. Giờ mình ăn thử nha các bạn. Ngon, cay cay, mặn mặn, ngon ngon nè các bạn. Bạn nào mà ăn lạc hơn á, mình bỏ bớt nước tương lại nha, tăng lượng đường lên nha. Còn mình thì tại vì khẩu vị của mình ăn thì ít ngọt á, mình ăn vậy thì mình thấy vừa, thấy ngon rồi. Rồi mình hẹn các bạn ở video sau nha. Chào tạm biệt các bạn.